Thưa quý vị và các bạn, Phòng Giáo dục Đào tạo và Huyện đoàn Đông Triều vừa tổ chức hội thi tin học trẻ huyện Đông Triều lần thứ tư năm 2014. Tới dự lễ khai mạc hội thi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Thường trực tỉnh đoàn và đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tham dự hội thi tin học trẻ năm nay có 104 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong huyện. Trong đó có 55 thí sinh tiểu học, 37 thí sinh trung học cơ sở và 12 thí sinh của trường trung học phổ thông Đông Triều, trung học phổ thông Hoàng Quốc Việt. Các thí sinh tham dự ở 3 bảng thi A, B, C gồm kiến thức, kỹ năng về tin học và bảng D, phần mềm sáng tạo. Đối với thí sinh cấp tiểu học làm bài thi trắc nghiệm và thực hành ứng dụng, còn đối với thí sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông làm bài thi lập trình. Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi tin học trẻ này và em vừa hoàn xong bài thi. Em thấy rằng bài thi hôm nay phù hợp cho chúng em và em đã hoàn thành tốt bài thi của mình. Em thấy rằng đây là một sân chơi rất là bổ ích cho lứa tuổi chúng em có việc giao lưu và học hỏi giữa các bạn và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong học tập. Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi tin học trẻ và em thấy cuộc thi này rất bổ ích và lý thú đối với chúng em. Nó được ứng dụng hàng ngày trong thực tế và em thấy cuộc thi này rất bổ ích. Đây là một hoạt động bổ ích nhằm đẩy mạnh phong trào học tin học trong thanh thiếu nhi toàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hội thi cũng chính là sân chơi kiến thức tin học lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu về tin học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho huyện Đông Triều nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đây là lần thứ tư hội thi tin học trẻ huyện Đông Triều được tổ chức. Ở những hội thi trước thì các thí sinh của huyện Đông Triều cũng đã khẳng định được thành tích rất là xuất sắc. Và hội thi của cấp huyện bao giờ cũng là cái môi trường tốt nhất giúp ban tổ chức lựa chọn được những em thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Thì trong những cái hội thi cấp tỉnh và cấp quốc gia thì học sinh của Đông Triều bao giờ cũng đạt được ở những cái thứ hạng cao. Thế và chúng tôi cũng tin tưởng là trong cuộc thi lần này cũng sẽ có những cái nhân tố nổi bật để tham gia những cái hội thi cấp cao hơn và đạt thành tích xuất sắc để khẳng định lại một lần nữa là cái phong trào ứng dụng công nghệ thông tin và học tin học trong các nhà trường trên địa bàn huyện Đông Triều rất là tốt. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải xuất sắc, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 4 giải phần mềm sáng tạo cho học sinh đoạt giải. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao cờ giải nhất cho trường trung học cơ sở Nguyễn Đức Cảnh và tiểu học Vĩnh Khê. Sau hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn các thí sinh xuất sắc tham dự hội thi tin học trẻ Quảng Ninh lần thứ 15 vào trung tuần tháng 7 năm 2014.